để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Video ngày hôm nay thì mình sẽ cho anh em xem đi tấm kiếm. Đấy, xem cho anh em xem cái hạt cùi này. Cái chai không, nọc ít thôi, không phải cái chai, nọc ít. Có thể đi tấm kiếm được hay không nha. Ok, bây giờ vô nè. Ôi, trời khốn nha. Ui, chạy. Cần phép nha anh em. Kim ngọc khác chơi. Ôi, chạy lên trên là thốn rồi. Hiện tại bên kia, bên kia nó mạnh quá anh em ơi, bên kia 5k đẩy vô mình ác quá. Có quái nhiều vô quái dính bên kia được dính luôn. Ai mày lại giết được cái ông kia. Gán chỉ cần có một người tăng cơ cho mình thôi mình nhiễu lên được. Có một người tăng cơ cho mình tí là mình nhiễu lên được. Là được môn thứ dữ top được môn á. Ôi
Anh đồng môn khủng khiếp nhất trên thế giới. Kết thúc được rồi nè. Giờ có quái thì mình chịu thôi nha anh em. Chứ giờ mình không thể nào mình có thể mà đánh người được. Mình phải lấy quái chút xíu để cho nó đánh lan cho người. Mình vô đàn này, đừng. Chưa có khả năng để mình áp sát bên kia này. Ôi, bậy. Ôi ơi, mình nhảy hơi bị sai đấy. Một, hai, ba, bốn mươi cả số đẹp quá trời anh em. Anh em cảm thấy số đẹp không? Cho mình xin một like nha. Cảm ơn em nhiều nha. Ôi, giật đạp chết ngắt luôn. Trời vãi nồi thiệt. Ui. Atula, thiệt mình phải né cái khúc đó thôi. Atula ông bạo kinh quá. Ông này chắc là chiến khủng lắm à. Đợi mình hai cái chết ngắt luôn, kinh thiệt. Lót. Ui, trời vãi nồi thiệt, hết Atula đến giờ này. Đồ môn nữa coi. Một thằng 500k. Tôi là 500k thiệt á. Chết rồi, chết tôi rồi anh. Bên phải là có hàng bảo vũ top, top thư dữ của server. Bên trái là cái thằng củ cung. Tôi không biết top bao nhiêu mà nó để tôi một cái chiêu 13 là tôi chết ngắt. 15 mét tôi chết ngắt. Cái định mệnh nó cay thế nha. Tôi cầm mẹ cùi mà, chứ đâu phải tôi cầm mẹ top đâu mấy ông, mà toàn cho thứ dữ vô không vậy hả mấy ông? Mấy ông kỳ vậy? Đó, nó vô nó chưởng kìa, chưởng từ xa không muốn, thiệt luôn á. Chết với tụi nó luôn á, thiệt luôn á. Thôi anh à, ôi anh ơi em thấy cái mặt mũi của anh này, em sợ anh lắm. Em sợ anh lắm. Lắm. Sợ anh lắm. Mình đang bảo qua né thì mình cảm thấy nó ổn lắm nha anh em. Bảo qua né mình cảm thấy nó ổn. Nó vô đàm của đối phương rất là nhiều. Ngami là quốc gia, không biết là nó nhiều lực chiến thì hồi mình sẽ coi nó lại sao. Thấy nó cũng kinh khủng khiếp dị mỹ lắm á. Bây giờ là mình đang có một rào trắng, đó chính là rất là nhiều tia lửa điện. Là đây đang có con này, thằng nào chui vô là giật xét cho tay đầu luôn. Đúng rồi. Hiện tại thì mình đang giúp cho thằng Thiên Nhẫn bên team mình, nó giết rất là nhiều người anh em. Mình giật xét xong rồi mấy kia còn xíu máu, Thiên Nhẫn đang hết luôn. Định mệnh dạy chó. Giết được nào không? Giết được Kỳ Vương nè. Trả thù lại nha bạn. Hai chục mạng này. Đúng rồi, anh em đẩy lên lại đi. Anh em không đẩy lên lại là nó khi dễ mình lắm anh em. Anh em phải đẩy lên lại. Đẩy lên lại nào. Mình xảo mấy thằng kia quá. Mấy thằng đồng môn á, đẩy mình có hai cái mình chết ngắt này. Ghê quá. Oh, yeah.
Ô nó giật đam, chạy 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 chạy. Cái chip mình được. Nhảy lên, nhảy lên, nhảy lên. Ô con ngắm mày út luôn. Ôi ôi chị thấy tôm gì kìa. Cái nó không chết. Ui mình giật nó sao. Em hại hại nè. Cố lên, cố lên. Này mình thua chắc này, chắc mình rớt thêm hạng luôn. Tên của anh là nói lên tất cả, anh kinh khủng lắm. Anh chết đi anh ơi, anh giờ còn còn sống gì nữa. Rồi con Gami thôi lên đường rồi, Saturn. Đẩy lên 10k đam luôn. Gami 78 cấp. À, nguyên thi tôm, nguyên thi tôm, nguyên thi tôm, chết luôn nè. Sao mày, đẩy lên tiếp. Ui 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 ui. Tèo băng cơ, nhảy không kịp anh em. Cái bàn nó chửi mình như cái máy luôn rồi thiệt á. Còn cái máy dày nữa. Ui ui ui. Sao cái trận này Gami nó ít nha. Đừng môn sao chỗ này sao đừng môn lên dưới trời. Đừng môn kì vậy. Môn tự lên thôi chứ lên nhiều quá ai chơi với mấy ông không. Trước thì Gami một đống luôn á, thiệt á. Trước tôi cầm con cái bang Gami một đống, giờ tôi cầm con cung lôn chơi được môn nùi. Mấy ông chơi kỳ quá vậy. Thiệt luôn á. Đúng buồn mấy ông luôn á. Giờ luôn, có thằng 6 chứ 27 mạng. Cha nội này ai, cha farm ghê à, 25 mạng. Bái nồi thiệt, Atula 500k lực chiến. Công đụng môn rồi, đụng môn này. Ma Minh Khi, Lão Phật Gia rồi nữa. Rồi mình cho anh em xem hiện tại mình đang là ở top 400 nha. Top 400. Thì đối với một phái cùng lồn á, với cái lực chiến như đây bên server S1, thì đây là một minh chứng để cho anh em có thể biết thêm. Cùng lông kiếm khi mà mình chơi nạp ít tiền, anh em vẫn có thể đi hoạt động ổn. À, đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.